Rồi, chào mừng các em đến với buổi học online môn toán lớp 8. Bài học hôm nay cô chia sẻ với các em là bài hình thoi, bài số 11. Rồi, chúng ta vào bài. Trước khi vào định nghĩa hình thoi, thôi nhắc lại cho cô định nghĩa hình bình hành coi ai còn nhớ bài nhắc cho cô cái. Tại vì ngày hôm nay hình thoi này có liên quan tới cái hình bình hành nữa. Ngân hà. Dạ thưa cô, hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song. Ừ, chính xác, học bài rất là tốt. Rồi, cái việc trả bài thứ hai nữa là dấu hiệu nhận biết hình bình hành đi. Tươi, cô mời con. Dạ cô, là dấu hiệu nhận biết hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành. Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành. Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành. Giỏi quá, cho bạn chào pháo tay. Học bài gì quá tốt. Và cái hình bình hành đó học có dấu hiệu nhận biết nó cũng rất là khó học chứ không phải dễ đâu. Nó năm dấu hiệu và rất là dễ bị nhầm. Đặc biệt là các cạnh đối, có lúc thì các cạnh đối nhưng có lúc lại là hai cạnh đối. Cho nên học cần nhìn cho nó kỹ ha, có lúc hai, có lúc các thì mấy con nhìn cho nó kỹ. Rồi bây giờ chúng ta trở lại trên màn hình của chúng ta, hôm nay chúng ta học bài hình thoi. Bị thế thế nào là hình thoi? Là nhìn lên cái màn hình ở đây cô đã vẽ sẵn một cái tứ giác. Tứ giác tên là ABCD và cô đã đánh ký hiệu lên cái hình này. Ký hiệu trên hình này là gì vậy? Phân tích hình cho cô coi ký hiệu này là gì vậy? Thể hiện cái điều gì? Còn bạn nào nữa biết không? Còn bạn nào biết nữa không? Nhanh lên, nhanh lên. Có hai bạn à. Còn ai nữa? Ba bạn. Nhìn lên màn hình con, cái hiệu đen đen nó là cái gì vậy? Phương Vi. Dạ thưa cô, cái ký hiệu đen đen đó là ký hiệu bằng nhau. À, ký hiệu đen này là cái gạch này nè, là ký hiệu bằng nhau, mình đã học từ lớp 6 rồi. Rồi con đọc cho cô các đoạn thẳng nào bằng nhau trên hình này, các cạnh nào bằng nhau. Dạ thưa cô, là cạnh AB bằng cạnh BC và bằng cạnh CD bằng cạnh DA. Ừ, cảm ơn con, chính xác. Và tứ giác này nó có bốn cạnh bằng nhau. Và nếu sau này con có phát hiện ra tứ giác nào có bốn cạnh bằng nhau thì đây chính là hình thoi. Vậy thế nào là hình thoi? Đưa tay phát biểu. Chí Tiến. Dạ cô, hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Ừ, lặp lại. Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Cảm ơn, lặp lại Thúy Nga, tại vì cô đang gọi bạn khác lặp lại. Cảm ơn con. Dạ thưa cô, hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Rồi tiếp tục anh Phương, lặp lại con. Anh Phương hay Phương Anh? Phương Anh nói gì đấy. Dạ cô. Rồi lặp lại định nghĩa trên màn hình con. Dạ thưa cô, hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Tường Dung. Dạ cô, là hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Rồi cô nghĩ con phải vẽ hình ra nha, vẽ hình và ghi định nghĩa vào. Bây giờ mô tả cái hình này lại. Tứ giác ABC, ABCD là hình thoi khi và chỉ khi tứ giác này có bốn cạnh bằng nhau, AB bằng BC bằng CD bằng DA. Hoặc ngược lại, nếu ta phát hiện ra một cái tứ giác nào đó mà có bốn cạnh bằng nhau thì ta suy ra đó là hình thoi, thì cái dấu tương đương là có ý nghĩa đó. Chúng ta vẽ hình và chúng ta ghi toàn bộ nội dung trên màn hình này vào trong tập của mình.
Khi vẽ cái hình này có thể các em vẽ bằng cái cách này. Rồi vừa vẽ vừa nghe cô nói là cái cách mà các em có thể vẽ hai đường chéo của nó trước á, tại vì cái hình bình hành có hai đường chéo đó, thay vì các em vẽ cái hình bình hành phải không? Thì bây giờ các em vẽ gì nè, các em vẽ hai đường chéo trước, sau khi vẽ hai đường chéo đó, các em vẽ cho nó cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, và đặc biệt ở chỗ nữa là hai đường chéo này vuông góc với nhau. Hình bình hành thì có hai đường chéo cắt nhau ở trung điểm mỗi đường, nhưng đặc biệt ở chỗ cái hình thôi này, con vẽ làm sao có hai đường chéo vuông góc với nhau đi, thì chúng ta sẽ có được bốn cạnh này bằng nhau luôn. Và đây cũng là một cái phát hiện mà lát nữa đây sẽ được cô giới thiệu để nói lên cái tính chất của cái hình thoi này. Cho nên nếu chúng ta gặp khó khăn khi chúng ta vẽ bốn cạnh này bằng nhau thì chúng ta có thể làm một cái việc, đó là vẽ đường chéo trước, vẽ bằng chiếc chì thôi, rồi xong cái mình nói các cái đỉnh nó là. Rồi, nếu mà biết xong thì cho tương tác số 2 đi, để cô đi qua coi. Ai viết bài xong tương tác liền, đánh số 2 vô gửi tin nhắn cho cô. Chắc còn vẽ hình ha, vẽ hình hay lâu. Rồi, xong chưa? Xong cho cái tương tác đi, số 2 đi. Rồi Số lượng. cô. Số lượng cho số 2 đi, đâu rồi? Không thấy hai chân vậy. Đánh số 2 vô gửi tin nhắn cho cô. Tôi Tụi em có gửi tin nhắn nói cô quá lắm trời nha, luôn. cô ơi quá Sao trời kỳ luôn vậy á ta? Sao bữa nay kỳ vậy? Cô qua tin nhắn của cô. Rồi, đi qua. qua Sao nó bài kỳ cô vậy ta? hồi nãy tôi nói cô bị Rồi, bây giờ các em nhìn lên màn hình. Chứng minh rằng tứ giác ABCD cũng là một hình bình hành. Đây, cũng hình hồi nãy luôn. Hãy chứng minh tứ giác này là hình bình hành. Ai có thể giải thích được ABCD với cái hình vẽ như thế này thì là hình bình hành? Giả thiết là bốn cạnh này bằng nhau. Muốn chứng minh, gợi ý nè, muốn chứng minh tứ giác này là bình hành, các em phải coi lại tứ giác này sẽ khớp với dấu hiệu nào trong cái hình bình hành. Dấu hiệu số 1, số 2 hay là số 3 hay số 4 hay số 5? Hạnh, nói đi con. Tại sao tứ giác trên màn hình này là bình hành? Dạ thưa cô, là dấu hiệu thứ hai, tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình thành. Chính xác, cho bạn chào pháo tay đi. Vỗ tay được không? Cũng may là rồi, cái con vỗ tay còn mở miết lên. Hay rồi, tứ giác ABCD này trên màn hình nó có các cạnh đối bằng nhau không? Chính xác, vì nó có các cạnh đối bằng nhau, ví dụ cạnh đối của nó là AD bằng cạnh đối BC, cạnh đối AB bằng cạnh đối DC, cho nên nó là bình hành, rất dễ chứng minh. Cho nên qua đây mình mới nói là hình thôi cũng là hình gì, ai biết? Hình thôi cũng là hình gì? Bây giờ Phúc đi, Phúc Hồng Phúc. Dạ có. Hình thôi cũng là hình gì? Nếu đã chứng minh gì rồi cũng thấy hình thôi cũng là hình gì mà con đã học. Dạ có, theo em là hình thôi cũng là hình bình hành. Chính xác, hình thôi cũng là hình bình hành. Do hình thôi cũng là hình bình hành như vậy cho nên chúng ta tìm hiểu phần 2, tính chất của cái hình thôi. Thì chúng ta nhắc lại, nhìn lên màn hình thôi, chúng ta nhắc lại cái tính chất của hình bình hành trước nha. Thì cái nếu đây là hình bình hành á, thì chúng ta thấy tính chất về cạnh của nó là các cạnh đối song song, các cạnh đối bằng nhau đó. Rồi tính chất về góc là các góc đối bằng nhau, hay tính chất về đường chéo là hai đường chéo cắt nhau ở trung điểm mỗi đường. Rồi đã nghe nhắc xong về cái tính chất của nó ha, hồi nãy không có trả bài chứ gì, nhắc lại đó. Bây giờ đã nói hình thôi cũng là hình bình hành, cho nên hình thôi có tất cả các tính chất của hình bình hành luôn. Do vậy nhìn lên màn hình cô có như sau: nếu đây đổi lại là hình thôi thì hoàn toàn tất cả các tính chất của hình bình hành đều có hết trơn trên đây. Các con nhìn đi, đổi lại, cô đổi lại đó, tính chất hình thôi nè, hồi nãy là cô để chữ hình bình hành, giờ đổi lại hình thôi thì
cái hình vẽ này cô cũng vẽ lại và nó có tất cả các tính chất của bình hình. Đó là cái ý đầu tiên, lát nữa chúng ta sẽ ghi bài sao? Cái màn hình này chúng ta có ghi ha. Rồi. Để cô đọc đạt đó là. Rồi, bây giờ nó chỉ có một cái đặc biệt thôi. Thay vì các cạnh đối bằng nhau, các cạnh đối bằng nhau, các cạnh đối song song bên hình bình hành thì cô có đổi lại cái chỗ tô màu hồng. Và cô nói bên tính chất của hình thoi thì có bốn cạnh bằng nhau luôn. Tại vì nó đặc biệt hơn hình bình hành. Hình bình hành bốn cạnh không bằng nhau, nhưng mà hình thoi thì bốn cạnh bằng nhau luôn. Ngoài tính chất các cạnh đối bằng nhau ra, nó còn rộng hơn nữa. Nó còn đặc biệt hơn nữa là bốn cạnh nó bằng nhau luôn. Cho nên cô tô cái màu hồng lên cho nó con đó, nó khác lên, nó khác hơn cái hình kia chút xíu ha. À, giờ chúng ta ghi cái nội dung tính chất hồi nãy vào. Tính chất hình thoi. Hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành, ghi vào đây chúng ta có đọc. Có con ghi đi. Nhưng mà ngoài ra hình thoi nó vẫn có cái tính chất riêng của nó. Và tính chất riêng đó được phát biểu thành nội dung định lý. Chúng ta có nội dung định lý như sau. Thì tính chất riêng đó là gì? Là cái màu hồng nãy giờ cô tô mấy con nè. Cái màu hồng đầu tiên cô giới thiệu rồi, khỏi nói tới. Bây giờ về tính chất đường chéo, thì ngoài tính chất hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường ra, thì hai đường chéo của hình thoi sẽ có cái điểm đặc biệt. Hãy mời cô, mời một bạn đọc lại cho cô tính chất đường chéo mà cô đã thay đổi đây, cái chỗ màu hồng này đây. Hai đường chéo nó như thế nào? Cô mời Kim Chi. Dạ đâu cô? Rồi, ở con đọc cái chỗ màu hồng, chỗ đường chéo, cô tô màu hồng. Chị đọc hai cái gạch ở gần đó. Hai đường chéo vuông góc với nhau, hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi. Đúng rồi, đọc lại lần nữa coi Nguyễn Duy. Chưa câu, hai đường chéo vuông góc với nhau, hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi. Và cô cũng nhắc lại một lần nữa, đây là tính chất hình thoi, tính chất hai đường chéo của hình thoi là hai đường chéo vuông góc với nhau. Hai đường chéo sẽ là đường phân giác của các góc của hình thoi. Bên hình bình hành nó có. Do vậy hồi nãy cô có nói một câu là các con có thể vẽ cái hình thoi bằng cách hãy vẽ hai đường chéo. Cô dùng chuột để cô chỉ nè. Đường chéo thứ nhất AC. Các con cũng nên vẽ đường chéo AC nó dài hơn cái đường chéo BD nha. Và đường chéo BD này đi qua trung điểm của AC và vuông góc với AC tại trung điểm này. Và hai đường chéo này cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nha. Các con phân ra con sẽ đo làm sao cho chúng bằng nhau. Ví dụ đây OB bằng OD, OA bằng OC. Thì chúng ta sẽ có được bốn đỉnh này. Chúng ta sẽ chấm to những cái đầu mút của các đoạn thẳng này. Chấm to xong chúng ta dùng thước chúng ta nối nó lại. Thì lúc đó ta có hình thoi. Mà chúng ta không cần phải đo đạt, không cần dùng cơm ba gì cả. Chỉ cần vẽ như vậy là ra được hình thoi rồi. Được chưa? Rồi, thôi các con đừng có ghi cái này. Cái này chỉ giảng bài thôi, bắt đầu ghi nè. Phần mấy con ghi nè. Đó. Đây cũng chính là nội dung của định lý trong phần tính chất. Đọc lại cho cô Lê Hân này. Trên màn hình đó con. Định lý trong hình thoi, hai đường chéo vuông góc với nhau. Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi. Cảm ơn con. Quyến, đọc lại Quyến à. Phạm Hội Quyến 82 không được hả? Thôi Hoài Anh đi, Hoài Anh đọc lại con. Trong mình thôi, hai đường chéo vuông góc với nhau, hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thôi. Phần này là con ghi vào vở đó nha, ghi xong vẽ cái hình này luôn nha. Cái hình thì cô đã chỉ con vẽ rồi đó. Cô vẽ hai cái đường chéo của nó và đặc biệt ở chỗ đường vẽ AC và BD bằng nhau nha. AC dài hơn BD. Còn vẽ bằng nhau nữa thì nó ra cái hình khác nữa rồi. Thì cái việc đó để bài học sau cô hướng dẫn nữa. Rồi vẽ AC dài hơn BD. Và BD vuông góc với AC ngay tại trung điểm của mỗi đường. Rồi sau đó con nói các đỉnh lại.
Rồi, nội dung định lý được cô viết tóm lược thành cái giả thiết kết luận thông qua cái nội dung của, thông qua cái hình vẽ kế bên. Giả thiết ở đây ta có hình thoi ABCD, còn kết luận là chúng ta sẽ có hai cái kết luận. Hai kết luận đó cô ghi thành A và B. Kết luận thứ nhất, hai đường chéo vuông góc thì cô ghi thành A. Hai đường chéo bây giờ trong hình vẽ mình là BD và AC, cho nên cô ghi là BD vuông góc với AC. Cái nội dung thứ hai, nội dung thứ hai tương ứng với câu hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi, thì cô có đường thứ nhất BD sẽ là đường phân giác của góc B và góc D. Đường thứ hai là AC là đường phân giác của góc A và góc C. Chúng ta ghi giả thiết và kết luận vào. Rồi, tương tác số 3 đi. Nếu ai xong tương tác số 3, cô đếm với số lượng thấy ổn thì cô sẽ qua cái màn hình khác. Cô sẽ giảng tiếp. Quang Anh rồi ha. Trình. Vậy là các bạn khác chưa xong, cô phải đợi. Huy Hoàng, Huy Hoàng viết bài nhanh chứ. Cái việc thủ đầu tiên của con là khi cô nói xong rồi viết bài là con chụp màn hình trước ha. Chụp xong để đó đi, cái mình ngồi mình viết, lỡ viết chưa đủ thì mình để đó nữa, mình sẽ lấy cái hình ảnh của mình ra để mình chép thêm cái đó, mình sẽ biết chừa bao nhiêu, có khoảng bao nhiêu luôn, để mình biết cái nội dung này bao nhiêu dòng mà. Rồi qua được rồi ha, cảm ơn các con. Rồi bây giờ các con xem, bây giờ chúng ta sang phần C của nội dung này, đó là cô sẽ nói đến dấu hiệu nhận biết của cái hình thôi. Bây giờ nhìn lên màn hình, chúng ta khoan hay ghi gì cả. Ở đây không có cái khẩu trang nào trơn á. Không có rồi đó. Tắt mic, ai đó. Rồi bây giờ các con nhìn lên màn hình. Cô có đầu tiên một cái tứ giác bình thường ABCD, tứ giác không có gì đặc biệt hết. Và tứ giác này nếu như cái đặc điểm của nó có cái điều này. Nếu như tứ giác này trở thành một cái tứ giác có bốn cạnh bằng nhau thì nó là hình thôi. Và giới thiệu các con nếu như như thế này thì đây chính là dấu hiệu nhận biết của nó. Và đây chính là dấu hiệu thứ nhất, tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thôi. Được chưa? Việc thứ hai nhìn lên màn hình tiếp tục. Thì một cái hình như thế nào lại biến thành hình thôi nữa, nhìn lên. Rồi hình trên màn hình của con hình gì vậy? Ngọc Như 8-1. Con nhìn trên màn hình coi. ABCD trên hình này theo con đó là hình gì Ngọc Như? Ngọc Như 8-1. Cô ơi, mất bạn bị hư rồi. Mất hư rồi hả? Nhật Thanh ơi, trên màn hình đây là hình gì con? Đây trên màn hình là hình bình hành. Cảm ơn con, chính xác. Trên màn hình của con, đây là hình bình hành ABCD. Bây giờ, hình bình hành này nó sẽ biến dạng. Các con nhìn nha, cô sẽ đưa nó qua bên đây. Nếu như hình bình hành nó biến thành cái hình như thế này. Rồi, nó biến thành một cái hình màu xanh lá ABCD như trên màn hình này. Hình bình hành nó trở thành một cái hình giống mà hình xanh lá này. Theo các con, hồi lúc nãy, chúng ta đã bớt đi, ta cắt bớt đi cái cạnh AB này. Và cái việc cắt bớt đi cạnh AB này sao cho, con nhìn so sánh nha. Cắt sao cho AB này bằng với AD. Nè, AB này bằng với AD nè. Thì nó trở thành hình bình hành. Vậy qua đây chúng ta có thêm một dấu hiệu nữa. Theo các con dấu hiệu này như thế nào đó, con đọc thử coi. Hình bình hành có cái gì thì nó sẽ trở thành hình thôi. Rồi, Huy Hoàng. Hoàng ơi. Dạ thưa cô, hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thôi. Đúng rồi đó con. Thì dấu hiệu này chính là dấu hiệu hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau. Đây là dấu hiệu thứ hai của nó.
Rồi cũng để đó đi, lát nữa cô sẽ chiếu lại toàn bộ những cái dấu hiệu cho con ghi vào. Chúng ta đi tiếp. Trên bảng, trên màn hình cũng vẫn là hình bình hành. Và hình bình hành ở đây cô làm một cái điều đặc biệt hơn. Hai đường chéo hình bình hành này có luôn. Dễ hai đường chéo này luôn. Bắt đầu nhìn lên màn hình cô sẽ cho nó biến dạng nha. Rồi nó biến như thế nào con nhìn tiếp. Và nó biến thành một cái hình màu đỏ đỏ bên trong. Dễ theo mấy con nè. Nó trở thành cái hình màu đỏ bên trong. Và quan sát cho cô thêm một cái đặc điểm nữa. Hai đường chéo của cái hình màu đỏ bên trong này nó vẫn là một cái hình bình hành đó nha. Và hai đường chéo nó như thế nào? Ngân Hà. Dạ thưa cô, hai đường chéo nó vuông góc với nhau. Đặc điểm nó hai đường chéo như thế là hai đường chéo vuông góc với nhau. Vậy qua đây, nó không phát biểu cho cô dấu hiệu tiếp theo. Nếu như một cái hình bình hành mà nó trở nên rất là đặc biệt, nó có hai đường chéo vuông góc với nhau như vậy, thì nó là hình thôi. Vậy thì qua đây chúng ta phát biểu thành dấu hiệu nhận biết đấy. Hà, nói đi Hà. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thôi. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thôi. Rồi, nãy giờ được mấy dấu hiệu rồi Bảo Ngọc? Cô đã nêu mấy dấu hiệu rồi con? Dạ thưa cô là ba dấu hiệu. Rồi, để đó nha, nhớ ba dấu hiệu nha. Rồi, cuối cùng chúng ta lại tiếp tục cũng hình bình hành nữa. Và hình bình hành này lúc bấy giờ cô chỉ nói cái đường chéo AC thôi. Bắt đầu cũng biến dạng nó luôn. Và hình bình hành này nó thu nhỏ lại một chút xíu. Và các con thấy nè, trên cái hình này chúng ta nhận thấy AC vẫn còn. Và AC bấy giờ, cô phải giải thích thêm, là đường phân giác của góc DAB. Thì lúc đó hình bình hành ABCD này trở thành hình thôi. Và nó sẽ phát biểu thành một nội dung định lý là hình bình hành mà có một đường chéo thôi, là đường phân giác của một góc thôi là hình thôi. Nha, có một đường chéo được ở đây cô thiếu số 1 rồi nữa, cô sẽ bổ sung thêm số 1 ở đây. Có một đường chéo thôi là đường phân giác của một góc sẽ là hình thôi. À, như vậy thì Minh Triết, dấu hiệu này chính là dấu hiệu số mấy? Bây giờ cô đã giới thiệu đến dấu hiệu số mấy rồi? Mất bạn hư cô ơi. Thảo Vi, con có biết thì con đánh lên, đánh nhắn tin dấu hiệu số mấy chứ? Chiếc, đánh nhắn tin đi. Rồi Thảo Vi nói đi con, cho Chiếc anh nhắn tin cho cô đi. Nhắn số vô thôi Chiếc. Vi, dạ hư cô, hiệu số 4. Đúng rồi, đây là dấu hiệu số 4. Vậy thì nãy giờ cô đã giới thiệu bao nhiêu dấu hiệu rồi Lê Nguyễn Bảo Thi? Dạ thưa cô, là nãy giờ cô giới thiệu 4 dấu hiệu. Con có thể tóm được 4 dấu hiệu này được không? Nặng lắm không? Nhắc lại đó cô. Ơi đúng rồi, nhắc mà nhắc với dạng tóm lược, hiểu sao nói vậy? Dấu thứ nhất là gì? Dạ thưa cô, là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thôi. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thôi. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thôi. Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thôi. Chính xác rồi, hoặc là các con kết hợp với sách giáo khoa, con nhìn vô trang 105 đi rồi phát biểu. Rồi một mời một bạn phát biểu lại nữa coi. Nãy giờ kêu 8A1, nghe giờ tới 8A2, chạm ý. Phát biểu thành dấu hiệu con ơi. Sách giáo khoa đó chào My. Ủa im ru luôn rồi. Là không có mít hay vậy? Không có mít thì nhắn tin nha con. Thu Ngân. Dạ. Đọc dấu hiệu trong sách giáo khoa trang 105. Thứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thôi. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thôi. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thôi. Hình bình hành có một đường chéo là hình, là đường phân giác của một hình thôi. Rồi tôi thấy tin nhắn của My rồi.
Nó bị rè hả con? Ừ. Thôi giờ chúng ta cũng đọc thầm theo cái bốn dấu hiệu nhận biết của bạn mình đã đọc để mình nắm luôn cái nội dung ngày hôm nay cô giảng cái gì là thuộc luôn. Tiếp tục củng cố nữa nè. Bây giờ theo các con, để một tứ giác trở thành hình thôi thì cái phần điền chấm chấm này là cái gì? Ai biết? Đưa tay. Này không có kêu bất ngờ được. Này hơi khó. Để một tứ giác trở thành hình thôi thì cái phần chấm chấm ở trên cái đường mũi tên này là gì? Bổ sung vô nội dung đó cho cô để nó trở thành hình thôi. Gương mặt thân quen. Hoàng Lâm. Dạ thưa cô, là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Rồi. Trở lại tiếp tục các con ơi, nhìn lên màn hình tiếp. Như vậy thì theo các con, hình bình hành trở thành hình thôi thì cái mũi tên thứ nhất này chúng ta có thể điền vào những nội dung nào, những nội dung nào? Câu này hơi nặng, nặng hơn câu này. Có thể điền vào những nội dung nào? Rồi cô đã thấy có bạn đã có tín hiệu rồi đấy. Để hình bình hành trở thành hình thôi. Ừ, Phương, Phương Vi rồi. Tiếp tục đi, ai biết tiếp tục? Ninh nữa, rồi ai nữa? Vi Hoàng luôn. Rồi ai nữa? Ồ. Rồi, cũng rất đông các bạn đã biết ha. Rồi, trở lại với bạn Tài đi. Tài ơi, nói thử cho Tài. Dạ, cô là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thôi. Còn hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau thành hình thôi. Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thôi. Cảm ơn con, chính xác rồi đó. Cho nên chỗ này nó qua đây tới ba cái mũi tên luôn. Như con đã nói là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau. Con nhìn lên màn hình coi. Đó, cô đã điền rồi. Mũi tên thứ hai là cô điền vào nội dung có hai đường chéo vuông góc với nhau. Và mũi tên cuối cùng là có một đường chéo là đường phân giác của một góc. Sẽ là hình thôi. Nhớ nha. Vậy thì hình thôi sẽ có bốn dấu hiệu. À, cảm ơn con. Hình thôi sẽ có bốn dấu hiệu. Và bốn dấu hiệu đó được cô tóm lược lại. Và phần này phần ghi nè, có bàn tay đó. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau, ghi vô. Dấu hiệu 1, tứ giác bốn cạnh bằng nhau. 2, hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau. Sẽ là hình thôi. 3, hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thôi. 4, hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác một góc là hình thôi. Cô ơi, cho em hỏi cái này được không? Hỏi đi con. Cái đó để là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thôi. Vậy hình vuông mình cũng được tính là hình thôi phải không cô? Nếu là hình vuông mình chưa học tới nhưng chưa được tính đâu. Tại vì hình vuông nó đặc biệt hơn nữa con ơi. Cho nên là con từ từ cô sẽ giải quyết cho con. Tới bài hình vuông. Và không thể nào xem được như vậy đâu. Thiếu rồi. Thiếu nhiều lắm nha. Chưa được không? Bốn cạnh bằng nhau đâu, hình vuông đâu có đầy đủ. Và con thấy rõ ràng khi con vẽ bốn cạnh bằng nhau á, nó có giống cái hình vuông con đã học từ tiểu học không? Con vẽ nãy giờ có giống không? Dạ không. Ừ, đã không. Đã chỉ có một hình con vẽ thôi không? Rồi là toàn bộ những cái hình thôi là hoàn toàn không phải là hình vuông. Rồi hiểu ý cô nói chưa? Trong toán học á, con đã chứng tỏ một vấn đề một chút xíu nào đó sai thôi thì tất cả đều sai.
Con giống như con nói chuyện với bạn nào đó mà bạn con muốn nói bạn đó sai vấn đề gì, con chỉ ra một chút xíu gì của bạn sai thôi là bạn đã sai toàn bộ. Nó toán học nó hay chỗ đó nha. Bài hôm nay nữa hình bài sau nữa chúng ta bắt đầu học hình vuông rồi. Tuần sau các con học hình vuông. Rồi, chúng ta viết bài xong thì chúng ta cho tương tác số 4 đi. Vì hoảng lẹ dễ sợ luôn. Đăng khoa nữa. Các bạn tương tác cũng lẹ quá chứ. Rồi, cô sẽ qua cái phần dấu hiệu nhận biết này và nội dung. Nội dung của bài thì cũng đã kết thúc được rồi. Nhưng mà còn một số cái đi cô bổ sung giải thích thêm. Rồi, cảm ơn các con nha. Cô có bổ sung thêm. Này nó hơi bị chồng chéo, cô đọc cho con nghe. Cô sẽ chứng minh cho con thấy nếu như mà một cái hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thôi. Tại sao như vậy thì nhìn lên màn hình. Ví dụ như ta có ở đây ABCD là một hình bình hành với hai đường chéo vuông góc với nhau như thế này. Vì đây là hình bình hành cho nên là hai đường chéo cách nhau tại trung điểm mỗi đường luôn. Ở đây thì nó có vuông, nó góc vuông ngay đây nữa. Cho nên để chứng minh ABCD này là một hình thôi thì cô sẽ chứng minh hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau. Cô sử dụng cái dấu hiệu mà chúng ta đã có, đã học. Tại vì dấu hiệu cô đang chứng minh là dấu hiệu số 3. Trong khi dấu hiệu hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau, nãy cô ghi với con là dấu hiệu số 2. Con có quyền lấy cái số 2 đó để chứng minh qua số 3. Rồi chúng ta bắt đầu đi vào cái phần chứng minh nha. Bây giờ cô sẽ chứng minh hai cạnh kề bằng nhau, đó là cạnh BA và cạnh BC. BA và BC nằm đây là trên hình vẽ. Thì chúng ta nhìn vào cái tam giác ABC. Tam giác ABC có điểm đặc biệt. Đâu, nhìn lên màn hình luôn. Ai có thể nói điểm đặc biệt của tam giác ABC này không? Nhìn màn hình nói đi. Nói giống như cô giảng bài ấy con. Tam giác ABC có một cái điểm đặc biệt. Đặc điểm đặc biệt nha. Chứ không phải một điểm. Cái điểm nào đó trên đó nha. Có đặc điểm. Rất là đặc biệt. Nó có cái gì? Nếu chưa thấy gợi ý nè. Nó có BO. BO là cái đường đắt rất là đặc biệt. Các con biết nó là đường gì không? Các con học ở lớp 7 rồi. BO là đường gì vậy? Ai biết đưa tay? Ninh. Dạ là đường trung trực. Giỏi. BO là đường trung trực. Còn có thể gọi là đường cao được không Ninh? Dạ được. Đường trung tuyến được không Ninh? Dạ được. Được luôn đúng rồi. Nếu nó là đường trung trực thì nó cũng là đường cao, đường trung tuyến luôn đó. Nếu đây công nhận đây là một cái đường trung trực thì theo tính chất đường trung trực thì ta sẽ có được BA bằng BC. Các con đã học đường trung trực rồi. Tính chất đường trung trực là mọi điểm nằm trên đường trung trực sẽ cách đều hai đầu đoạn thẳng. Vì vậy các con sẽ có BA bằng BC. Nhưng mà cô sẽ chứng minh theo cái cách khác. Cũng có một cái định lý khác nữa. Đó là nếu như tam giác ABC có OA bằng OC thì BO sẽ là đường trung tuyến. Có BO vuông góc với AC, hay nói khác đi là BD vuông góc với AC đó, thì BO sẽ là đường cao. Trong tam giác, một cái đường thẳng vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến thì nó sẽ là một tam giác cân. Tam giác ABC cân tại B. Do nó cân tại B nên mình có BA bằng BC. BA và BC là hai cạnh kề của hình bình hành ABCD. Do vậy chúng ta sẽ kết luận ABCD là hình thôi. Dấu hiệu thứ hai nó đã nêu là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thôi. Và cô đã chứng minh xong đây là dấu hiệu số 3. Được chưa? Thôi con có ghi cái này, chị giải thích cho con thêm thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng dấu hiệu nhận biết để chúng ta làm bài tập trên màn hình. Rồi mấy con hãy nhìn lên màn hình. Chúng ta sẽ nhìn chậm và giải thích nha. Nhìn từ từ. Bây giờ ta nhìn hình A trước. Chúng ta nhìn nhiều quá chúng ta sẽ rối. Nhìn hình A. Hãy nhìn vào đặc điểm của hình A. Những cái ký hiệu trên cái hình này. Cái ký hiệu này nói lên cái giả thiết của hình này đúng không? Tứ giác ABCD có điều gì?
nêu giả thiết nó coi tứ giác ABCD có điều gì nhìn hình mà nêu được giả thiết nè, ai nêu được? Ngân Hà. Tứ giác ABCD là có giả thiết là AB bằng DC bằng CD bằng DA. Ừ, đúng rồi đó. Vậy theo lời bạn Ngân Hà nói thì tứ giác này có bốn cái cạnh AB, BC, CD, DA bằng nhau. Vậy câu hỏi là tứ giác ở hình A có phải hình thoi không? Đưa tay phát biểu. Bảo Ngọc. Dạ thưa cô, là tứ giác ABCD ở hình A là hình thoi. Theo con là sao con nhận ra nó là hình thoi? Con vận dụng cái gì để nhận ra nó là hình thoi? Bảo Ngọc. Dạ con dựa vào dấu hiệu nhận biết số 1 của hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi. Ừ, chính xác rồi. Vậy thì từ đây về sau các con muốn nhận diện một hình đó là hình gì thì các con phải dựa vào dấu hiệu. Chính xác rồi đó. Vậy các con chứng tỏ một cái tứ giác hay một cái hình gì đó mà là cái hình mong muốn của mình, hình bình hành, hình thoi, hình thăng căng gì đó, thì phải dựa vào những dấu hiệu nhận biết. Và trong những dấu hiệu nhận biết, nếu nó rơi vào dấu hiệu nào thì chúng ta kết luận nó là một cái hình đó thôi. Ví dụ đây là rơi vào dấu hiệu số 1, tứ giác này có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi. Cho nên mình phải đọc được cái giả thiết, đọc được cái hình này nó cho cái gì nha. Tương tự như vậy, chúng ta xét hình B. Hình B có tên gọi tứ giác là gì? À, đọc tên tứ giác coi. Hôm nay quên ôm lại cái phần đọc này. Hồng Tươi, con đọc tên tứ giác hình B cho con. Hồng Tươi. Dạ cô, tứ giác hình B là EFGH. Chính xác. Ai đọc cách khác đây? Đưa tay. Cô mời một bạn đọc cách khác, không đọc giống bạn Tươi. Đọc cách khác. Rất dễ, con đưa tay nhiều lên. Chúng ta không nên thụ động. Ta đưa tay phát biểu cho nó vui. Bạn mấy bạn này cứ đưa tay hoài, có 10 bạn à, đưa tay tới lui hoài. Vậy Linh nói đi con. Tứ giác này có thể gọi khác. Dạ thưa cô, là FEHG. FEHG, bạn đọc quay đảo ngược lại. Rồi cô sẽ gọi bất ngờ một bạn khác, đọc tên khác nữa coi nè. Tức là con bắt từ một đỉnh khác sẽ tên khác thôi, con hiểu không? Cứ bắt cái đỉnh khác, hồi nãy bạn bắt đỉnh E, mình bạn bắt đỉnh F rồi, cái đỉnh ngay F rồi, mình bắt ngay đỉnh khác, mình đọc tên khác liền. Quốc Khánh, con đọc đi Quốc Khánh. Hình B có thể đọc tên khác là gì? Im ru. Khánh im ru, Hữu Thạnh. Dạ thưa cô, là RHEF. Ừ, chính xác, GHEF. Một bạn nữa đi, đọc một tên khác nữa coi. Lâm Phú. Lâm Phú 831. Dạ là FH ơ FH EHFG. Đọc kỹ đi. EH nghe con thôi, FH nghe không? Dạ. Thôi con đọc đi, con đọc lại lần nữa thằng con nhớ nè. Rồi tên tứ giác này là gì, đọc lại. Không đọc. Dạ. Em đọc lại hả cô? Đọc cái tên nãy con đọc đó. Dạ là EHFG. Rồi sai nữa là sao FG được? EH từ H qua F có cái đường nối nào đi qua không con? Có cái cạnh nào không con? Nó trống trơn như vậy làm sao đi qua? Cái việc đọc này giống như bắt cầu đi đi vậy, cái này giống như H với F con thấy không? Không có cái cạnh, đâu có cái cạnh nào, tức là không có cầu qua làm sao con qua, cũng không có đò nữa. Cái con sông ấy, để tưởng tượng như sông đi. Nó HF rồi đó, qua đó đâu có cái đoạn nào để nói nó lại đâu. Mà đường chéo thì không qua được. HE. Rồi đọc lại đi con. Và FG. HE. Ừ, HEFG, con đọc liên tục như vậy đó, đúng rồi. Hoặc con đọc nãy đọc gì nè. Nãy con đọc là E H phải là G F. Nãy con đọc hồi nãy là FG là sai, nhớ không? Chúng ta phải đọc liên tục những đỉnh liền kề với nhau. Thôi cũng nhằm với củng cố lại cái bài học đầu tiên, bài số 1 nói về tứ giác. Thì cô cũng nhắc cho con nhớ, đọc tên tứ giác không có được đọc mà chúng ta đọc những cái đỉnh mà không liền kề là không ta sai. Các đỉnh phải liền kề nằm trên một cạnh nha. Rồi tiếp tục, ở hình B này theo các con đây có phải là hình thoi hay không?
cho mấy bạn thêm 1-2 phút nữa nha. Đã có tín hiệu rồi đó. Rồi cô Ngô. Cô. Máy em hết pin, cô cho em hết ra. Em đăng nhập bằng cái máy điện thoại không vô lại. Được, được, con ra đi. Rồi, còn ai nữa? Lâm nữa ha. Ai nữa nè? Tài ra cuộc. Rồi Lâm nói đi con. Theo con thì hình B có phải hình thôi không? Vì sao? Rồi sao đưa tay đâu rồi? Khó với mấy con lắm hả? Thôi phân tích hình nè. Phân tích hình. Bây giờ chúng ta có được EH bằng FG. Đây là hai cạnh đối của tứ giác này. Hai cạnh đối này bằng nhau. Ta có được tiếp theo ES bằng H. ES bằng HG cũng là hai cạnh đối của tứ giác này. Vậy tứ giác này có các cạnh đối bằng nhau rồi đó. Mà nếu tứ giác này có các cạnh đối bằng nhau thì bước đầu tiên con kết luận tứ giác này là hình gì trước đi? Ai biết? Đăng Thi. Dạ thưa cô, em tứ giác EHGF là hình thôi. Chưa, cô hỏi con hồi nãy. Nếu tứ giác này có các cạnh đối bằng nhau thôi, cô mới phân tích các cạnh đối bằng nhau thôi, thì theo con bước đầu tiên, con sẽ khẳng định tứ giác này hình gì trước? Dạ thưa cô là hình bình hành. Ừ, hình bình hành. Rồi chúng ta lại nhìn tiếp hình bình hành có gì đặc biệt nữa, chúng ta bổ sung thêm, chúng ta hãy kết luận tiếp phải không? Rồi tiếp tục nhìn lên màn hình. Đường chéo EG. Đường chéo R với ký hiệu này, đường chéo R là cái gì vậy? Hạnh, đường chéo R là gì vậy con? Đó, hai cái ký hiệu đó đó. Này, ký hiệu này nè. Dạ thưa cô, đường chéo R là đường phân giác của góc E. Chính xác. Vậy theo con, hình B có phải là hình thôi không? Dạ thưa cô là phải. À, con dựa vào dấu hiệu nào ạ? Áp dụng dấu hiệu nào? Dạ, dấu hiệu thứ tư là hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thôi. Rất rõ ràng, cảm ơn. Dấu hiệu thứ tư thì lúc nãy bạn Đăng Thi đã khẳng định tứ giác EFGH là hình bình hành. Bạn Thạnh nói có đường chéo EG là đường phân giác của góc E. Vậy là nó quá đầy đủ rồi. Áp dụng dấu hiệu thứ tư vô. Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác một góc. Rồi đây là hình thôi. Rồi tiếp tục nha. Rồi chúng ta sang hình C. Phân tích hình tiếp đi. Việc đầu tiên các con phải khẳng định từng bước. Đây là hình gì? Cái hình mà cơ bản nhất là nó là hình gì? Cái sau đó nâng cấp nó lên. Cơ bản nó là hình này nè. Bây giờ nó có cái này đặc biệt nè, cái kia đặc biệt nè, cho nên nó trở thành hình đó đó. Rồi biết cách phân tích chưa? Rồi bây giờ nhìn vô cái hình này. Ai biết cái hình vẽ C này nó có điều gì? Nó có cái gì đây? Hồi nãy nó có các cạnh bằng nhau. Mà với cái ký hiệu này thì nó có điều gì ở đây? Hiểu ý câu hỏi của cô không? Cái này các cạnh không có bằng nhau nữa. À, Hà có tín hiệu. Rồi. Đổi máy. Ờ, đi con. Thôi Lan Phương đi. Phương nói coi. Theo con hình C có gì đặc biệt? Dạ cũng có cạnh, có cạnh IM cắt với cạnh KN tạo ra một góc vuông. Thì cái đó là cái nhìn của mình cũng được. À, có IM KN tạo góc vuông, hay con nói trong cái hình học của mình đây là hai đường thẳng này vuông góc với nhau. Còn cái hình này thì hai cái đường thẳng này trở thành là hai đường chéo. Vậy là cái tứ giác này có hai đường chéo vuông góc. Nghe Phương ha. Rồi nhớ hay con, hai đường chéo vuông góc với nhau. Còn nữa, tiếp tục một bạn nào phát hiện ra nữa, hai đường chéo này ngoài vuông góc với nhau nó còn đặc điểm nữa. Tiếp tục đưa tay lại, những bạn đưa tay băng nãy đâu, đưa tay lại coi. Mới vuông góc là chưa đủ, hình này nó còn nữa. Hai đường chéo này không phải vuông góc không đâu. Chắc đang tìm cái lời giải đáp chứ nhìn thấy. Nè con thấy cái này gì không? Hai cái ký hiệu gạch gạch nè. Đây, cái này một gạch, cái này bên đây cũng một gạch. Cái này hai gạch, cái này hai gạch. Vậy ký hiệu này nói lên điều gì? Đăng Thi.
Dạ thưa cô, là nói lên là tứ giác này có hai đường chéo cắt nhau từ trung điểm của mỗi đường. Dạ, bây giờ đúng và chính xác rồi đó. Tứ giác này có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Vậy là tứ giác này có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, hai đường chéo vuông góc với nhau nữa. Mà tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì nó là hình gì? Chắc Ngân Hà biết. Hà nói coi Hà. Dạ cô nói lại cô. Không tập trung á. Tiếp tục này, tập trung vô bài nè. Cái tứ giác ở trên này nè, hình C á, có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường như là bạn Đăng Hy đã phân tích. Vậy theo con, tứ giác này có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình gì? Là hình bình hành. Ờ đúng rồi, con khó khăn phân định từ từ là hình bình hành. Rồi tiếp tục, các con đã nhìn lên đây nè, toàn bộ lớp mình nhìn lên màn hình ở hình C. Hình bình hành này lại có hai đường chéo vuông góc với nhau. Nên kết luận nó là hình gì? Tiếp tục kết luận tiếp. Hình bình hành này có hai đường chéo vuông góc với nhau. Nên nó là hình gì? Hoàng. Dạ thưa cô, là hình bình hành. Con áp dụng dấu hiệu nào? Dạ thưa cô, là dấu hiệu thứ ba. Đọc khen, đọc, đọc. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thôi. Ừ, đúng rồi, hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thôi. Sau này các con số không có liên quan gì cả. Số chỉ đặt để ta biết mấy dấu hiệu thôi. Các con phải thuộc lòng nó và khi chứng minh hình học, các con phải ghi nguyên câu này vô luôn. Con đã chứng minh nó xong rồi, con ghi nguyên câu này vô là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau, chứ không phải ghi dấu hiệu số 3. Không ai chấp nhận số nha. Thằng Hàm Đăng Thức cũng vậy nữa. Thà con nêu tên Hàm Đăng Thức, bình phương một tổng, bình phương một hiệu, hiệu hai bình phương gì đó, chứ không ghi Hàm Đăng Thức số 3, Hàm Đăng Thức số 2. Đó là những cái mấy con ghi nhớ trong đầu đó, nên con không có ghi số nữa nha. Thôi giờ cô nhắc lại, hình C đây là một cái hình thôi, vì đây là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau. Được chưa? Rồi quan sát tới hình D. Hình D có phải là hình thôi không? Hình D tên tứ giác hình D là tên gì? Minh Việt, Phó Minh Việt, Nguyễn Phó Minh Việt. Con đọc tên tứ giác trên màn hình coi. Rồi im ru. Tường Vi đi con. Võ Tường Vi. Câu hình D là tứ giác là B, Q, R, S. Chính xác. Theo con hình này có phải là hình thôi không? Dạ thưa cô là phải. Ừ, theo con là phải. Thì cô coi lại cái nữa coi. Các bạn cùng coi lại coi. Nó quá, nó cũng đặc biệt lắm đó. Nhưng cái đặc biệt của nó không có một chỗ, nó không có khớp với cái nội dung nào hết. Nhìn kỹ nha. Con rất hình nè. Ta có BQ bằng BS. Hai cạnh kề này bằng nhau. Bên đây RQ bằng RS, hai cạnh kề bên đây bằng nhau. Cái này hai gạch, cái này một gạch, và nhận thấy bốn cạnh này không bằng nhau. Vậy đây có phải là bình hành không? Mà nếu như hai cạnh kề bằng nhau không thì làm sao có hình bình hành được? Mà cái này lại không phải là bốn cạnh này bằng nhau nữa. Nên là cạnh này khác với cạnh này mà. Đây một gạch, đây hai gạch. Bốn cạnh này đâu bằng nhau đâu. Vậy nó đã vi phạm rồi. Là ở đây chúng ta không thể nào kết luận đây là một hình bình hành. Mà không phải hình bình hành thì dù cho nó có một đường chéo là BR, là đường phân giác của góc B đi nữa, thì chúng ta vẫn kết luận đây không phải là hình thôi. Nó vi phạm á con, nhìn vô dáng dấp nó giống dữ lắm. Rồi, cô cũng cảm ơn Vi ha. Đến đó cái nhận xét, cái nhận định của mình thôi. Và cô giải thích lại là đây không phải là hình thôi nha con. Với lý do đó, nó không phải bình hành, cho nên nó không phải là hình thôi. Rồi, tiếp tục. Chúng ta qua hình E. Hình E thì tứ giác của ta là A, D, B, C. Theo các con, tứ giác A, D, B, C này có phải là hình thôi hay không? Ở hình này khó ở chỗ gì? Nhìn lên hình này hoàn toàn không có đánh ký hiệu là bằng nhau, góc vuông, không có ký hiệu đó. Chúng ta rất khó xác định. Chúng ta chỉ còn một cách xác định thôi, là một cái giả thiết nằm kế bên tay phải của chúng ta đây.
Giải thích đó là gì Bảo Ngọc? Đọc lại Bảo Ngọc. Dạ thưa cô, là A và B là tâm các đường tròn. Cảm ơn con. A và B là tâm các đường tròn. Vì A là tâm của đường tròn, vậy con nhìn quan sát này, A là tâm của cái đường tròn mà cô dùng chuột để cô khoanh cho con xem nè. Vậy là A nằm đây, A là tâm của đường tròn này. Đúng ra này phải vẽ đường tròn màu xanh màu đỏ ha. Rồi, vì ba điểm C, B và D cũng nằm trên đường tròn này nữa, vậy cô đố các con chứ AC, AB, AB chưa vẽ ra nha, nhưng cô vẫn đọc AB và AD là gì của đường tròn này? Đố con gọi tên nó đi. A là tâm, ba điểm BCD, BCD nằm trên đường tròn tâm A. Vậy ba đoạn thẳng AC, AB, AD là gì? Ai biết? Cái mà chúng ta nó ẩn ở bên trong là cái này, con phải biết nó là cái gì thì con sẽ giải quyết được bài này liền. Ngọc Bích, nói đi con. Dạ thưa cô, thì AC, AD và AB là bán kính của hình tròn tâm A. Rồi con dừng đó, con cô hỏi con tiếp được nè. Vậy theo con, nếu như AC, AB và AD là bán kính của đường tròn tâm A thì ba đoạn thẳng này như thế nào? Dạ thưa cô, thêm là sẽ bằng nhau. Chính xác, ba đoạn thẳng này sẽ bằng nhau. Và hoàn toàn tương tự như vậy. Nhớ nha, ba đoạn này bằng nhau, nhớ nha, nhớ tên ba đoạn này nha. Chúng ta lưu lại đó đi, hoặc là chúng ta lấy giấy nháp ghi lại đó đi. Chúng ta lại xét đường tròn bên dưới, đường tròn tâm B là đường tròn này, đường tròn tâm B. Và nói cho cô biết coi đường tròn tâm B có ba điểm nào nằm trên đường tròn tâm B. Lúc nãy cô nói về tới các con, ba điểm nào nằm trên đường tròn tâm B? Ngân Hà. Dạ thưa cô, là điểm C, điểm A và điểm D. Ba điểm là C, A, D, chính xác. Như vậy chúng ta sẽ có ba bán kính là gì? Ngân Hà có thể nói được không? Dạ thưa cô, mình sẽ có ba bán kính là BC, BA và BD bằng nhau. Con đọc chậm lại coi. Bộ ba này nè, đọc chậm có lại nè. Bộ ba là BC bằng với BA và bằng với BD. Chính xác. Rồi các con nãy giờ không biết là con có ghi nháp hay không. Nếu con ghi nháp lại, con hãy ghi nháp lại đi. Cái bộ ba hồi nãy là AC, AB, AD bằng nhau. Bộ ba mới đọc thì bạn Hà mới đọc là BC bằng BA bằng BD. Vậy thì chúng ta xác định lại hai cái bộ này như thế nào với nhau? Ai biết? Con ghi xong đi, con hãy liên hệ chúng coi. Chúng có mối liên hệ tính chất bắt cầu. Cái bộ ba ban nãy là AC bằng AB bằng AD. Rồi bộ ba bên dưới là BC bằng BA bằng BD. Vậy thì hai bộ này như thế nào, Ngân Hà? Dạ thưa cô, hai bộ này nó sẽ có là AC bằng với lại BC và bằng với BD và bằng DA. Tại sao bằng được bốn cái này bằng được? Bắt cầu cái gì vậy? Nó dạ thưa bằng cô, cái là gì? Tại vì AC thì bằng với DA, mà AC thì bằng với DA và bằng với AB. Khoan, Ngân Hà. Cô hỏi con trả lời một cái thôi là con sẽ nói rõ ràng luôn nè. Cô hỏi là con nói đúng rồi, bốn cạnh đó bằng đúng rồi. Và tại sao AC bằng BC bằng BD bằng DA là vì cùng bằng với cái gì? Con chỉ cần nói vì cùng bằng cái đó thôi cho cô thôi. Con phát hiện cái cùng bằng gì không? Nếu mà con có giấy nháp là con nhìn thấy rồi đó. Huy Hoàng. Dạ thưa cô, là cùng bằng với BA. Chính xác. Cho bạn chọc pháo tay các con. Khó đâu hay dễ đâu, cái đó là tính chất bắt cầu. Và cô kêu con ghi nháp đó. Vỗ tay cho các bạn vui vui đi. Cái Hoàng bữa nay hay quá ta. Rồi như vậy trở lại cái hình. Cái hình này nó ẩn bên trong là có bốn cạnh bằng nhau là AC bằng CB bằng BD bằng DA mà là giải thích nãy giờ. Vì nó cùng bằng với BA. Hay là nói AB cũng được, nói BA và AB là như nhau thôi. Tại đoạn thẳng đó con có thể đọc tên nó bình thường, AB, BA cũng được.
Vậy cô hỏi chứ hình này có phải là tứ giác ở cái hình này ACBD này có phải là hình thoi hay không? Cô mời bạn Phúc Thịnh 831. Như cô giảng nãy giờ thì theo con cái hình E này có phải là hình hình thoi không? Tứ giác ACBD trong hình E này. Mất tiêu luôn. Không có mic hay gì đây. Bình Hương nói đi Bình Hương. Nhưng mà các con nói phải hay không? Con nhắn tin cho cô luôn. Dạ cô phải hay là dạ cô không phải? Nhắn tin không có mic là cái câu con nhắn tin 5 từ. Mà con nhắn tin cho cô dạ phải. Hoặc là dạ không phải. Có 3 từ. Rồi cô đã gọi tên bạn khác rồi. Tiếp bạn đi Bình Hương ấy. Theo con ở hình E, tứ giác ở trong hình E này có phải là hình thôi không? Rồi, em ru luôn. Khổ dạ quá. Dạ là... Không biết nữa cô. Không sao. Hồi nãy cô đã nói bốn cạnh bằng nhau rồi đó. Làm như cái con mắt tập trung. Giống như nãy giờ mình đã tiếp cận với cái máy cũng hơi nhiều. Cái ngồi nó bị mất tập trung nữa ha. Tăng Tài nói đi con. Đây có phải là hình thoi không? Ở hình E này. Tứ giác ACBD. Tài ơi. Mất tiêu rồi. Tài ơi. Ngủ rồi Tài. Nói chứ con nói Tài ơi. Nhanh anh có. Dạ. Nếu bạn đưa Tài đến chừng. Thì theo con phải hay không phải? Mình nói đi kiếm dạ, mình đi. Theo con. Cô có hỏi vì sao không cô? Khổ. Thì con nói đi rồi có gì bạn bạn con nói tiếp cho theo con phải hay không phải. Dạ theo con thì là chắc là phải cô. Rồi thôi có một bạn nào tiếp bạn đi thì bạn cũng hơi gọi là chưa rõ về cái áp dụng dấu hiệu nào để áp dụng vô đây. Vì bạn nào tiếp bạn coi. Huy Hoàng tiếp bạn đi con. Đây là hình thôi đó. Theo dấu hiệu nào Huy Hoàng giải thích đây. Tài tập trung nghe con. Dạ thưa con là theo dấu hiệu là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình bình hành à, hình thoi. Đúng. Nghe rõ chưa Tài? Ở đây nãy giờ giải thích là bốn cạnh này bằng nhau. Cái con nhìn vô dấu hiệu là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi. Cho nên con sẽ vận dụng dấu hiệu đó vào đây. Thì đây là hình thoi. Cái con giải thích là vì tứ giác này có bốn cạnh bằng nhau. Được chưa? Chưa quen vận dụng dấu hiệu ha. Khó mà. Đây con nói khó. Rồi, nãy giờ đã củng cố được cái dấu hiệu nhận biết hình thoi cho con rồi đó ha. Ở đây cũng không ghi luôn. Củng cố rồi cho các con nhớ dấu hiệu. Nhớ là lẩm nhẩm những cái dấu hiệu lại. Lát nữa có gì củng cố bài cô kêu phát biểu nha. Thì con thấy trong cái cuộc sống của mình á, cũng nhiều hình ảnh hình thoi lắm. Giới thiệu cho nó vui vui ở đây nè. Con nhìn lên màn hình đi. Thì con thấy ví dụ như mình những cái ngày mà 20 tháng 11 đó cái có những cái bức tranh nè đó thì ghi nè nhớ ơn thầy cô nè 20 tháng 11 ha. Đúng ra là cái này cũng gần gần tới 20 tháng 11 rồi nhắc cái nhớ nha đó. Hoặc là đây là những là cái hình thoi nằm đây nè mấy con, cái chữ nhớ nằm ở trong cái hình thoi này thấy không đó. Hoặc là chúng ta thấy là cái chiếc khăn á, chiếc khăn thổ cẩm á đó. Đây những cái thổ cẩm ở ngoài văn của thổ cẩm có cái hình dáng hình thoi này, hình thoi nữa nè. Hay là cái viên gạch mà con đặt cái viên gạch nó như thế này nè thì nó lên cái dáng dấp của hình thoi. Hoặc là cái cửa sắt của mình đó, những cái song cửa đó. Đó, thì cái chỗ này hình thoi nè. Nè, nguyên cái khối này hình thoi nè. Thì ở đây nó rất là nhiều cái hình thoi nè, nó nằm liên tục với nhau nè, thấy không? Đó. Hay là cái 500 này con biết rồi đó. Hay là la bàn. Những cái hoa văn của thổ cẩm này, hoa văn thổ cẩm là dùng hình thoi rất là nhiều. Đó. Rồi, bây giờ tới các con. Bây giờ các con đã thuộc dấu hiệu nhận biết hình thoi hay chưa? Rồi, chúng ta ngồi ôm lại bốn dấu hiệu nhận biết hình thoi ha. Cần thiết nữa thì cô cũng gọi luôn dấu hiệu nhận biết vận hành luôn. Bây giờ hình thoi trước đi. Rồi, ôm bài lại nha. Dấu hiệu nhận biết hình thoi cho cô. Về định nghĩa sơ sơ hình thoi, hình thoi là tứ giác có bốn gì, bốn cạnh bằng bằng nhau. Qua vậy ha, hỏi hỏi cái đó ha, rồi hỏi dấu hiệu thôi.
Rồi, như vậy là định nghĩa bỏ ra, tính chất bỏ qua đi. Hãy phát biểu cho cô dấu hiệu nhận biết hình thoi. Bây giờ đầu tiên thì chắc có thể là kêu hai bạn, một bạn A1, một bạn A2 để phát biểu. Rồi, thứ hai sẽ kêu bất ngờ hai bạn A1, A2 thì ta sẽ kết thúc cái buổi học này. Được chưa? Rồi, bây giờ trả bài đối với đưa tay. Để cô coi cái phần đưa tay của các bạn ấy còn coi. Đưa cũng đông ha. À, các bạn đưa tay gồm có Ngân Hà, Đặng Ngân, Huy Hoàng, Nguyễn Thạnh. Mới bốn bạn thuộc bài thôi. Trong bốn bạn này thì các bạn Ngân Hà mấy? Ngân Hà mấy không? Dạ A2. Nguyễn Thạnh là mấy? Dạ A2. A2 luôn. Còn Huy Hoàng? Dạ A1. A1 rồi, A1, A2 đầy đủ. Đặng Ngân con A mấy vậy? Ngân ơi. Dạ con A2. A2. Và bạn Ngân là bạn cũng ít đưa tay, nhưng bạn đưa tay đã phát biểu cái phần cuối cùng của bài. Thì cô nhờ bạn Ngân đi. Rồi các bạn khác giờ bài và vẫn đưa tay đi, cô đang thấy những danh sách nha. Hình thôi với cô. Dấu hiệu nhận biết hình thôi. Bốn dấu hiệu. Dạ thôi cô, hình thôi ho. Mở cam lên đi, được không nha? Mở cam lên đi. Cam mở không được cô. Dạ con. Thôi phát biểu đi. Nó xạo hả? Thôi chạy đi. Thôi. Nó xạo thiệt. Con quên bài giờ nè. Rồi con đừng nói chuyện nó dơ bộ. Để đắc tư giác cô. Tư giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thôi. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thôi. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thôi. Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một hình thôi. Của một gì? Của một gì? Của một góc là hình thôi. Thôi cũng được đó, cũng mạnh dạn đưa ra phát biểu lần sau đó, phát biểu nhiều hơn nha. Cho chào pháo tay. Vỗ tay các con. Không biết như vậy. Rồi hồi nãy con A mấy hả? Ngân ơi, con A mấy? Dạ con A2. Vậy là một bạn A1. A1. Ai A1 đây? Thôi giờ còn trên màn hình Lan Phương hả? Lan Phương A mấy hả? Dạ A1. A1 luôn đó, Lan Phương đọc đi Lan Phương. Dạ. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thôi. Hình bình hành có hai cạnh kề là hình thôi. Hai cạnh kề của thôi hả? Hình thôi. Nhớ. Đọc lại. Hình bình hành có đường chéo vuông góc với chưa nhau. Chưa. Hình bình hành có hai cạnh kề sao? Dạ, có hai cạnh kề bằng nhau là hình thôi. Gì? Rồi tiếp. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thôi. Hình đúng. Bình hành một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thôi. Vỗ tay cho bạn luôn đi. Các bạn khác vỗ tay giùm cô coi. Rồi cảm ơn. Rồi bây giờ một hai đã xong. Bây giờ gọi bất ngờ một bạn nha. Mà nếu một bạn này mà đọc tốt nữa là còn gì bằng nữa ha. Cô mời bạn Việt Hinh. Hinh có vô đây chưa ta? Hồi nãy thấy Hinh ra ngoài. Hinh ơi. Rồi nãy con thấy hình như Hinh ra ngoài luôn á. Anh Đào. Chàng Ngọc Anh Đào. Chưa kịp nữa hả? Con vô bài đi. Lê Hân. Được không Lê Hân? Phát biểu đi con. Thế là dấu hiệu nhận biết hình thôi. Dạ thưa cô,
tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thôi. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thôi. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thôi. Hình bình hành có một đường chéo là đường tứ giác của một góc là hình thôi. Rồi, cho bạn Trọng pháo tay luôn, đúng rồi. Quay khác. Chốt lại bài cuối cùng. Hoài Anh ơi, đọc dấu hiệu con ơi. Dạ cô. Dấu hiệu nhận biết hình thôi. Dấu hiệu nhận biết hình thôi nhá cô. Đúng rồi. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thôi. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thôi. Hình bình hành có hai đường chéo, hai đường chéo vuông góc là hình thôi. Hình bình hành có hai đường một thôi, có một đường chéo thôi. Ủa xem rú rồi. Có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thôi. Rồi cố gắng học cho nó nhanh chút xíu nữa. Thôi cũng cho bạn chào hoa tay. Chúng ta sẽ kết thúc phần củng cố bài. Nói nghe nè, thì bây giờ mình cứ nghĩ là bản thân mình công tâm nha. Cô muốn nhìn thấy mấy con đúng ra đó là con phải mở cái cam lên rồi nhìn cô rồi đọc ha. Nhưng mà thôi giờ các con học thuộc bài, các con tiếp thu bài tốt là tốt cho bản thân các con thôi. Cho nên là cái như là cô cứ tạm thời cô nghĩ là ồ trời, học trò mình giỏi quá, nó thuộc bài hết trơn rồi. Cô cũng hay quá, nãy giờ cô truyền đạt các con đã nắm được dấu hiệu hết rồi, cũng mừng quá. Ha. Cho nên là thôi dặn dày các con cố gắng. Hôm nay mình đã học được nè, những cái dấu hiệu nè. Dấu hiệu nhận biết hình thang cân, dấu hiệu nhận biết hình bình hành, dấu hiệu nhận biết hình hình thôi ha. Thì các con với hình chữ nhật nữa, học hình chữ nhật luôn rồi. Vậy thì các con hãy học bốn dấu hiệu này để đầu cái buổi sau cô cũng trả bài lại các con, để cô tiếp tục thêm một cái hình cuối cùng là hình vuông nữa là chúng ta kết thúc. Còn cái việc mà làm bài tập thì cái bài tập trên màn hình cô đã nêu rồi đó, chúng ta làm những cái bài tập cơ bản chứ thôi, bài 74, 75, 76, 77, 78 chúng ta cố gắng làm, giờ vỡ bài tập đó nha, làm riêng ra đừng có làm chung với vỡ bài học. Và chúng ta có thể xem trước, đọc trước cái bài hình vuông để chúng ta trả lời những cái câu hỏi mà cô hỏi nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi bây giờ sau cái buổi học này con có còn hỏi thêm cái vấn đề gì không? Có cần nói gì nữa không? Hỏi thêm cô gì không rõ cái gì hỏi lại. Thì buổi học